Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều tổ chức lễ phát động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023, kết hợp tổ chức giải diệt giả thành phố Cần Thơ lần thứ hai năm 2023. Tham dự lễ có ông Nguyễn Tiền Phong, Quỹ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư quận ủy Ninh Kiều, ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ và lãnh đạo các sở ngành. Tham dự sự kiện này có khoảng 5.100 người là cán bộ công chức viên chức, người lao động, lực lượng chủ trang, các vận động viên trên địa bàn thành phố Cần Thư, học sinh sinh viên các trường cao đẳng, đại học, đóng trên địa bàn quận Ninh Kiều và nhân dân 6 phường, Cái Khế, An Cư, Thới Bình, Xuân Khánh, An Nghiệp, An Hòa. Đối với ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, các vận động viên chạy đồng hành tối thiểu 1 km, còn ở giải triệt giả thành phố Cần Thơ, các vận động viên tranh tài ở 4 nội dung thi đấu, gồm cá nhân nữ 5 km, lứa tuổi từ 44 tuổi trở xuống và từ 45 tuổi trở lên. Cá nhân nam 10 km, lứa tuổi từ 44 tuổi trở xuống và từ 45 tuổi trở lên. Sự kiện này nhằm phát động cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bác hồ vĩ đại và phong trào khỏe để lập nghiệp và chữ nước góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập lao động sản xuất xây dựng và bảo vệ tổ quốc